chào mọi người. Hôm nay Thảo đang trên đường đến thăm một vị khách hàng rất là đặc biệt, là chủ nhân của kỷ lục gia Guinness Ariron với số lượng sạc pin cao nhất của pin dòng pin T30. Mọi người hãy cùng theo chân Thảo xem thử anh khách hàng này là ai, số lượng sạc bao nhiêu và anh ấy đã có những cái bí kíp gì nhé. Tên Bùi Văn Noda, đến từ đội bay của Bùi Văn Ta ở xã Hòa Lợi, huyện Nhân Nghiền, tỉnh Kiên Giang. Mua chính hãng là đồ ăn cao hơn là pin mua ở ngoài. Thấy bất ngờ là pin xài là quét số lần quá cao mà vẫn còn xài im. Yeah. Chưa rớt xe nào hết. Mấy chạm, thấy vòng vòng này có mấy chạm mua mấy trăm lần sạc là hư hết. Đầu tiên là như anh thi công hồi nãy là cũng đi theo em dạy sơ ngang rồi cái là về mua, về giới thiệu qua bên công ty mua luôn. Với cái một hồi có anh lại nó cũng anh giới thiệu mua luôn bên công ty. Dạ. Chung là em thì cảm ơn anh Đa, lúc nào cũng tin tưởng công ty. À, cũng anh em xuất hiện không rồi giới thiệu tầm bậy cái chết liền. Dạ đúng rồi. Anh cũng giới thiệu chỗ nào uy tín thì giới thiệu. Như đợt gậy hồi Tết á là anh bay đúng tháng ngày đêm là một tháng đó là anh bay 1.000 hectare với điều kiện là chỗ mình sạc pin phải mát chứ không có nắng, không ấy lấy dù anh che. Đầy lúc nào đầy anh chọn trăm anh mới bay à, không có nhắm chừng đâu, sạc là việc nào ngắt pin mới lấy, ngắt pin mới lấy. Chứ cục pin anh xài bền này chắc anh nghĩ là anh đi dở pin nó không bao giờ, cục pin nó không có gì lắc à. Anh bay đông sân sau là pin anh là ba bữa là anh bay ra anh xả hết, xả bỏ pin hết rồi sạc lại pin khác, nó không có giữ cái nguồn điện nó lại á. Lúc trước cũng anh cũng làm máy nè, anh mua pin cục pin thường của mình á, dèo pin mà anh sạc lâu quá anh để không xài là hư. Như là về mình nghỉ rồi đó là mình sạc đầy mình đem vô kho mình cắt sáng là đem ra bay chứ không có nên bỏ qua đêm mà không pin cạn. Bữa đó chờ bay ở đây cách đây ngay cây số nè, ba vô rồi ấy đầu trên nó còn có 10% rồi là tới đầu trên gán quét còn có 2 lít à, mà nó còn 15% gán quét đi thẳng cái đường đang ôm cái cua vô luôn, nó mau nó tính là ít hao pin, rốt cuộc ôm xong cái cua đó dính cái cây sựng lại cái một tới lấy ra khỏi chiếc ngày giặt hết mà 2% nữa à. Là về tới chỗ là nó tự đáp mà cái bờ kinh nó bằng cái bàn nhỏ, cái bàn nó bằng ngang á là nó còn xéo là cái máy bay còn ở cách đâu khoảng 5 mét đó, anh đẩy hơi cao lên đằng cho anh rút xéo gì anh nhắm chừng là cho cái chân nó tự cái máy nó tự đáp luôn nha, nó hết pin này nó hạ xuống là ngay cái bờ mà nó hạ có được nửa chân trên nè, giống như cái máy nằm ngang nè mà nó xui là cục pin nằm ở mép không có đất phải, mà cái đầu á nó ra khỏi miếng đất cũng nó cũng giữ thăng bằng được. Hai anh em ngồi gần đó cách khoảng 5 mét phút là chụp cái giờ là không có lộn xong quăng tay cầm qua bên. Cái đó là giờ dục tay cầm luôn đó à, anh sợ nó xuống cái đường nước đó là cái mương của ta đó. Thì em xin gửi anh ha, Trọng Phương có số lần sạc cao nhất 2418 à, cái này em gửi anh Đa kỷ niệm chưa nha. Trời ơi, khoan hình tráng.
Với lại thì em cũng gửi anh một cái món quà nhỏ từ bên phía công ty là cái voucher để mua máy trị giá là 10 triệu đồng.